rồi còn cái tư thế tầm nghiêng bên phải thì nó không bắt buộc đối với các tỳ kheo, bởi vì nó nó kỳ là trong tặng luật á, trong tặng luật có dẫn một cái trường hợp là vì tỳ kheo ngủ mà nằm ngửa, <laughs> rồi từ cái việc mà nằm ngửa đó nó phát sanh lên những cái những những cái phiền phức, những cái phiền phức không đáng có Uh, nhưng mà nhưng mà uh, đức thế tôn cũng không có đưa ra cái quy định là cấm nằm ngửa hoặc là cấm nằm ở những cái tư thế khác mà bắt buộc phải uh, nằm nghiêng bên phải ha, cái đó thì luật thì không có tuy nhiên uh, đức thế tôn trong các cái bài kinh uh, từ tương ưng cho đến tăng chi trung bộ lẫn trường bộ thì ngài vẫn luôn khuyến khích tư thế nằm nghiêng bên phải và trong tăng chi bộ kinh đó, đức thế tôn có à, nói là có bốn cái tư thế ngủ bốn tư thế ngủ thứ nhất là tư thế ngủ của cái loài um, hưởng dục của cái người hưởng dục thì họ nằm nghiêng về phía bên trái đó là tư thế ngủ của cái người hưởng dục nha. Còn đối với các hàng ngạo quỷ á, thì nó ngủ nó sẽ nằm ngửa. Còn đối với con sư tử á, thì khi nó ngủ nó sẽ nằm nghiêng về bên phải. Ờ, nhưng mà riêng trong bài kinh này Đức Thế Tôn nói. Còn cách ngủ của một vị chánh đẳng giác là gì? Còn, của một vị a la hán là gì? trú trong các cái tầng thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền à, bởi vì um, ai mà hành thiền ấy, thì họ sẽ thấy rằng uh, khi mà mình hành thiền ấy, nó có cái tác dụng nó thay thế giấc ngủ ừ. à, ví dụ như là mình uh, bình thường mình ngủ 8 tiếng nhưng mà bây giờ vào trong thiền viện mình ngày ngủ chỉ còn được có 5 tiếng hoặc 6 tiếng thôi thì chỉ cần mà mình dành cái thời gian còn lại ví dụ như là hai tiếng hoặc 3 tiếng mà mình hành thiền được hành thiền được thì cái việc mà mình ít ngủ nó cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm hoặc thậm chí là nó không sao hết thành ra đối với, với rất là nhiều vị khi mà vị đó hành thiền thời gian dài ấy, thì vị đó không có nhu cầu ngủ nhiều à, cho nên tóm lại ha, tóm lại thì cái tư thế nằm bên phải là không có bắt buộc nhưng mà khuyến khích hmm.